Tổng thống Washington sừng sốt khi nghe nói người Trung Quốc không phải dân da trắng. Trước năm 1830, dường như Mỹ và Canada chưa từng xuất bản ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực Đông Á. Dù đến thập niên 80 của thế kỷ 19 thì số lượng cũng không nhiều. Chỉ bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ 19, các ấn phẩm về phương diện này mới bắt đầu nhiều lên. Sau những năm 40 của thế kỷ 20, số lượng ấn phẩm về Trung Quốc ở Mỹ mới bắt đầu nhiều hơn ở châu Âu. Trong một thời gian dài, quan điểm của Mỹ về Trung Quốc thực chất là quan điểm của châu Âu về Trung Quốc. Bốn ngày sau cuộc khởi nghĩa Vũ Sương năm 1911, tác giả người Mỹ của bài báo mang tiêu đề Sự rốt nát của Mỹ và ngữ văn phương Đông đã đánh giá ngậm ngùi Trung Quốc, một đất nước tỉnh ngộ như kỳ tích, một đất nước có số dân chiếm tới một phần tư dân số thế giới. Ấy vậy mà trong ban biên tập báo chí của Mỹ lại không tìm nổi người nào thành thạo tiếng Hoa. Cũng không ai từng tiếp xúc với quốc gia này. Để có kiến thức trực tiếp và tìm hiểu cách nghĩ của người dân, dân tộc vĩ đại này, chỉ có thể dựa vào những tin tức hữu quan được đăng tải trên các xuất bản phẩm ở Thượng Hải và Hồng Kông. Thật vô lý và nực cười. Năm 1785, sau khi biết người Trung Quốc không phải là dân da trắng, tổng thống Washington đã cảm thấy hết sức sửng sốt. Từ năm 1902, Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu Trung Quốc. Năm 1863, chỉ có 3 phiên dịch trong 8 lãnh sự quán của Mỹ tại Trung Quốc. Tăng cường kết nối các nền văn minh, góp phần hóa giải sự xung đột giữa các nền văn minh. Hiểu Lâm có thể gây thù chuốc oán, nhưng giao lưu và hiểu biết có thể tạo ra bạn bè. Người Mỹ cần có quan điểm đúng đắn về Trung Quốc, ngược lại người Trung Quốc cũng cần có quan điểm đúng đắn về người Mỹ. Đào tạo các chuyên gia hiểu biết cả về Trung Quốc và Mỹ ở mỗi nước sẽ đóng góp cho việc thiết lập quan hệ Trung-Mỹ hữu hảo, lành mạnh. Quan điểm cảnh giác kẻ thù của Liễu Tôn Nguyên và nghiện địch của Mỹ. Một đất nước do có sự tồn tại của kẻ thù mà duy trì sự cảnh giác và giàu trí tiến thủ. Nhưng nếu mất đi kẻ thù, không có đối thủ và sự cảnh tỉnh, không có cạnh tranh và thách thức, sẽ dễ dàng trở nên buông lỏng mà dẫn đến suy thoái, thậm chí là diệt vong. Hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Tác phẩm mang tựa đề Địch giới của nhà văn, nhà triết học nổi tiếng đời đường Trung Quốc, Liễu Tôn Nguyên, đã làm sáng tỏ sâu sắc đạo lý này. Địch giới, Nguyên Văn Giai chi, địch chi thủ nhi bất chi, vi ích chi view, Giai chi, địch chi hại, nhi bất chi, vi lợi chi đại. Bản dịch Ai cũng biết là kẻ địch có mặt thù địch với mình, nhưng không hẳn đã hiểu được kẻ địch cũng có lợi ích cho bản thân. Ai cũng biết, kẻ địch có mặt hại nhưng không hẳn đã hiểu được rằng kẻ địch cũng có mặt lợi cho bản thân. Tần có 6 nước là kẻ địch, do đó mới cẩn trọng và phát triển giàu mạnh lên. Sau khi đã tiêu diệt 6 nước, nhà Tần trở nên kiêu căng tự mãn và không lâu sau thì bị diệt vong. Quân đội nước Tấn đánh tan quân sở ở Yên Lăng. Đại phu nước Tấn là Phạm Văn Tử cảm thấy lo âu. Tấn Lệ Công không nghe lời khuyên răn cần cảnh tỉnh của Phạm Văn Tử, càng ngày càng ngang tàng, khiến lòng căm thù sôi sục trên cả nước, rốt cuộc bị sát hại. Đại phu nước Lỗ Mạnh Tôn Tốc căm ghét đại phu Tang Tôn Hột. Sau khi Mạnh Tôn Tốc qua đời, Tang Tôn Hột cảm thấy lo âu. Khi đến nhà Mạnh Tôn Tốc để phúng viếng, Tang Tôn Hột khóc lóc đau khổ nói rằng Mạnh tôn tốc căm ghét tôi, đây dường như là liều thuốc bổ có thể giúp tôi chữa bệnh. Bây giờ ông ta chết rồi, không còn thuốc tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Người sáng suốt hiểu đạo lý này, rốt cuộc cũng có thể lâm nguy. Hướng chi ngày nay, một số người còn không hề suy nghĩ về đạo lý đó. Có kẻ thù thì sợ hãi, không có kẻ địch thì vênh váo, không lo phòng bị đắc ý tự mãn còn gây ra tai họa lớn hơn. Có địch mới có thể đề cao cảnh giác, có thể trừ bỏ tai họa. Không có địch thì tư tưởng buông thả sẽ dẫn đến sai lầm. Người có thể hiểu đạo lý này sẽ có đức hạnh bao la, thanh danh lan truyền. Người có thể phòng bệnh mới có thể sống lâu. Người cậy mình khỏe mạnh lại dễ chết vì bạo bệnh. Người mặc sức buông thả ham hố mà không biết cảnh giác là không phải kẻ ngốc mà là đồ vô lại. Bài địch giới do tôi viết này, người nào cũng có thể suy xét đạo lý trong đó thì có thể trừ bỏ sai lầm và tai họa. Bài văn ngắn địch giới dài 144 chữ này đã làm sáng tỏ ngọn ngành mối quan hệ giữa các sự vật đối lập. Bài văn chỉ ra rằng sự tồn tại của kẻ thù tuy có hại nhưng nếu có quan niệm sâu sắc về kẻ thù, có thể đề phong kẻ thù, luôn luôn sẵn sàng quyết trí tự cường, thì có thể biến hại thành lợi. Nếu mất đi mặt đối lập, sẽ quên hết tất cả và chắc chắn sẽ dẫn đến cái họa khôn cùng. Tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức về gian nan khổ cực. Bài địch giới của Liễu Tôn Nguyên đã nêu lên một phép biện chứng chính trị, tức là khi có quốc gia thù địch phải đề phòng kẻ thù, luôn luôn sẵn sàng. Nhưng khi kẻ thù không còn nữa, cũng không được lơi là buông thả. Như vậy mới có thể bất bại trong thời kỳ cả có địch lẫn không có địch. Địch giới của Liễu Tôn Nguyên và nghiện địch của Mỹ hoàn toàn khác nhau. Tư tưởng nghiện địch của Mỹ là một kiểu chủ nghĩa thực dụng, cố ý tạo ra kẻ thù để duy trì mặt đối lập nhằm cổ vũ bản thân coi những nước vốn không phải là kẻ thù lại là kẻ thù để định vị đối xử và lợi dụng, qua đó đáp ứng nhu cầu chính trị của Mỹ. Đi theo con đường mới, không có kẻ thù vĩ đại, vẫn có nước Mỹ vĩ đại. Mỹ là nước không có kẻ thù thì không thể phát triển. Không có kẻ thù vĩ đại thì không có nước Mỹ vĩ đại. Vì vậy, tìm kiếm và tạo ra kẻ thù vĩ đại đã trở thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong mục tiêu của Mỹ nhằm duy trì sự vĩ đại. Một khi không tìm được kẻ thù vĩ đại hay nhất thời không làm được điều này, Mỹ sẽ xuất hiện sự hoang mang chiến lược và căn bệnh thiếu kẻ thù sẽ thêm trầm trọng. Vì vậy trên thế giới này, Mỹ bắt buộc phải xác định một quốc gia thù địch nào đó để nước này phát huy vai trò và góp phần tạo nên sự vĩ đại của nước Mỹ ở vị thế kẻ thù. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mỹ luôn dựa vào luôn bám vào trọng tâm kiềm chế liên xô để đề ra chiến lược toàn cầu sự sụp đổ của liên xô khiến nước mỹ mất đi đối thủ chiến lược mà chiến lược bá chủ tư duy bá chủ và lợi ích bá chủ của mỹ đòi hỏi phải có một quốc gia thù địch làm cái bia chiến lược của nước này mỹ phải khuếch đại kẻ thù để hội tụ sức mạnh trong nước vận động và kiểm soát sức mạnh của các nước đồng minh duy trì thế mở rộng quân sự và chuẩn bị chiến tranh, bảo đảm lợi ích của các tập đoàn sản xuất vũ khí. Vì vậy, mặc dù Liên Xô tan rã khiến người Mỹ hả hê trong giây lát, nhưng rồi sẽ nhanh chóng xuất hiện cảm giác mất mát sâu sắc, mắc phải chứng bệnh dầu dĩ thiếu kẻ thù. Chính sách và công việc về mọi mặt của Mỹ mất đi phương hướng. Tinh thần tiến thủ trong chiến đấu của những người con ưu tú Mỹ bị giảm sút và nước Mỹ thiếu đi sức sống. Mỹ phải nhanh chóng tìm ra một kẻ thù trên thế giới. Trong khi đó, chủ nghĩa khủng bố trở thành kẻ thù của Mỹ, không thể khỏa lấp khoảng trống trong tư duy chiến lược của người Mỹ. Ngoài kẻ thù hiện thực đang phải đối mặt hiện nay, người Mỹ cảm thấy bắt buộc phải tìm ra một quốc gia thù địch tiềm tàng, đóng vai trò như một kẻ thù tiềm tàng nặng ký của Mỹ về mặt lâu dài cường quốc số một thế giới như Mỹ phải có một nước lớn có thể đối trọng với họ làm kẻ thù, mới có thể đáp ứng được nhu cầu chiến lược của Mỹ với kẻ thù. Thế nhưng, thời thế đã không còn như trước nữa. Tư duy chiến lược truyền thống, không có kẻ địch, không có động lực của Mỹ phải thay đổi. Một quốc gia phải có ý thức về hoạn nạn, nhưng đó không phải là ý thức gây thù trụ oán của con người. Một quốc gia có quan niệm về thù địch, phải nhìn thấy kẻ thù của mình nhưng kẻ thù ấy phải là thực chứ không phải là hư phải là khách quan chứ không phải chủ quan nếu kẻ thù được sử dụng là hư cấu kẻ thù nhằm vào không phải là kẻ thù tồn tại khách quan thực sự mà là kẻ thù được tạo ra theo nhu cầu chủ quan thì kiểu tư duy và hành vi lấy kẻ thù chủ quan thay thế kẻ thù khách quan không có kẻ thù mà cố tình tạo ra kẻ địch coi người không phải là kẻ thù lại là kẻ thù cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả hại mình hại người và hại cả thế giới trong chính trị quốc tế vấn đề kẻ thù còn tồn tại một quan hệ quan trọng phải làm rõ đó là mối quan hệ giữa kẻ thù quốc gia và kẻ thù của thời đại là một quốc gia bá chủ luôn liệt những quốc gia và sự vật không phù hợp với lợi ích bá chủ của mình vào phạm trù kẻ thù nhưng bản thân bá chủ lại chính là kẻ thù của thời đại kẻ thù của thế giới trên thế giới bá chủ không được nhân tâm trong cộng đồng quốc tế nước bá chủ không được quốc tâm nước bá chủ là nước trở thành kẻ thù của thế giới trong thời đại mà hòa bình phát triển và hợp tác trở thành xu hướng chủ đạo trên thế giới giữa các nước với nhau đặc biệt là các nước lớn vẫn có quan hệ cạnh tranh dẫn đến quan hệ đối thủ quan hệ đối thủ giữa các nước lớn không nhất thiết phải giấu diếm nhưng đối thủ không phải là địch thủ đối thủ càng không phải là kẻ thù đối thủ cạnh tranh chiến lược không phải là địch thủ hay kẻ thù không có kẻ thù vĩ đại không có nước mỹ vĩ đại đây có thể chính là câu chuyện của nước mỹ trong dĩ vãng nhưng mỹ đã đi hết con đường thành công dựa vào kẻ thù vĩ đại để duy trì nước mỹ vĩ đại đó nếu tiếp bước trên con đường này nước mỹ không những không trở nên vĩ đại mà còn có khả năng rơi vào tình trạng cô độc và suy yếu. Nước Mỹ đã tiến đến một bước ngoặt lịch sử phát triển, đó là phải đi theo con đường mới, không có kẻ thù vĩ đại vẫn có nước Mỹ vĩ đại. Mỹ phải học cách có thể xây dựng một nước Mỹ vĩ đại trong bối cảnh không có kẻ thù vĩ đại. Đây là một vấn đề quan trọng và mới mẻ trong sự đổi mới chiến lược của Mỹ.